Để chỉnh giờ mẫu này thì bạn ấn nút mốt này cho đến khi nào phần dây là cái phần trên nó nhấp nháy. Khi nó nhấp nháy rồi thì bạn dùng nút reset để chuyển giữa các phần nhấp nháy. Đó. Đây là ngày và tháng. Tháng mùng 4 tháng 4 thứ đây, this day. Ấn tiếp lại nhảy về giây. Ấn tiếp reset lại nhảy về giờ nhé. Thì chỉnh cái phần nhấp nháy và ấn nút start. Chỉnh xong ấn mode một lần nữa là về chế độ hiển thị. Còn để chỉnh giờ kim thì bạn nhấc cái nút bên cạnh này ra và xoay. Đấy là được. Để nó chạy thì ấn vào.